5 chứng chỉ tiếng Anh bạn có thể thi tại Việt Nam. Số 1, IELTS, International English Language Testing System. Số 2, TOEIC, Test of English for International Communication. Số 3, TOEFL, Test of English as Foreign Language. Số 4, CEFR, Common European Framework of Reference for Languages. Thực ra đây không phải là một chứng chỉ, mà nó là khung tham chiếu chung của châu Âu với 6 cấp bậc, và họ sẽ có 5 chứng chỉ tương ứng với 5 cấp bậc cao nhất, bao gồm CAT, PET, FCE, CAE và CPE. Số 5, VSTEP, Vietnamese Standardized Test of English Proficiency. Tất cả các chứng chỉ đều có 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, nhưng riêng với kỳ thi TOEIC thì bạn có thể lựa chọn thi 4 kỹ năng hoặc là chỉ thi 2 kỹ năng thôi. Mỗi chứng chỉ thì đều có đặc trưng và mục đích sử dụng riêng, cho nên là bạn hãy tìm hiểu kỹ và chọn cho mình một chứng chỉ phù hợp nhất với bản thân nhé.